tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa tiên, tôi muốn mình là nhánh cỏ cây vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mình thành thu đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc cho đời điêu tàn. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, vẫn cứ tin yêu hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vẫn tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tin yêu, trao nhau trọn tình, dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện bất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong. Như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng heo hắt, thương người về bút ra trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa chờ vơ đắm trong mơ. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào quất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thật nhiều biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình, dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau, thương nhau, thương nhau, thương nhau. Cảm ơn các bạn dancer rất nhiều, và đó là Phạm Việt Thắng. Ngay sau đây sẽ là phần đánh giá đến từ phía ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Cái bài hát vừa rồi ạ, đáng lẽ là em sẽ phải cần hát để nó mạnh mẽ lên, đúng cái kiểu của anh Elvis Phương. Dạ. Như nào nhờ? Như mưa ngày nào chắc cái nốt nó sâu chắc đêm, ta đó đó đó, đúng không? Dạ, đúng. Thì anh Phương là đặc biệt là cái nhấn của anh ấy rất dạ là khác biệt, rất là Elvis Phương. Dạ vâng. Thì là hôm nay Phạm Việt Thắng vẫn là Phạm Việt Thắng, chưa thấy có cái nhấn của anh Elvis Phương. Với lại anh Elvis Phương ở ngoài là có mập tròn hơn xíu nhỉ? Tròn tròn hơn thì chắc là phải mặc đội một tí. À, nhưng mà chị nghĩ rằng là đấy chỉ là những cái chi tiết mà chị soi ra thì thấy. Còn thì nó vẫn là một cái tiết mục hoàn chỉnh và hợp lý, cũng ấm áp, vui tươi cho một tiết mục mở màn của đêm gương mặt thân quen thế hệ mới, đêm bán kết. Và chị chúc mừng em. Thì nếu như bây giờ mà Thắng hát lại, thử lại một vài câu. Đúng đi rồi. Và em phải nhớ rằng là những cái từ mà chú Elvis Phương nhấn, chú nhấn ra, chú phát ra đó, nó gọn, nó chắc lắm. Đặc biệt là những cái từ cuối á, tôi muốn mình về với thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tức là chú ngắt 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 rất là chặt. Hoặc là ở cái bài sau cũng vậy. Khi mặt trời văng bóng, khi lời nguyện khuất lập đó. Tức là cái cách chú hát như vậy đó. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn mình là nhánh cỏ cây
vui trong gió và không yêu phiền. Bạn yêu ơi, hãy cứ yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Dù đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Đó, nghe cái chữ dối, cái cách chú hát không có kéo dài dối. Không dùng, không dùng. Không có phải dù, như vậy. Dù đời chỉ yêu gian dối, dối, dù đời cây đắng như vội. Hiền quá, vẫn hiền lắm. Hiền lắm, hiền lắm. Ở đây thì cái giọng của Thắng nó hơi bị bên trong một chút. Nó chưa có thoát, nó chưa có sáng, nó chưa có vang. Cho nên mình chưa nghe ra được cái âm sắc của chú Elvis Phương. Và cái quan trọng là cái cách nhấn nhá, cái cách nhả chữ của chú. Thì hình như Thắng cũng chưa có nắm được cái tinh thần đó. Là chắc, nhanh, nhịp, khỏe. Thì hơi thiếu một chút so với cái bài hát ngày hôm nay nha. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh và giám khảo Đại Nghĩa ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Hồng Ánh. Và có lẽ là cũng liên quan đến cái cách nhả chữ, cái cách nhấn nhá trong cái phần thể hiện vừa rồi mà em hóa thân vào chú Elvis Phương. Thì nó cũng liên quan tới cách diễn. Chính vì nhấn nhá nó gọn, nó mạnh. Cho nên là em thấy cái phong thái của chú, tay chú giật giật như là chân nhịp cũng giật giật như là, và chú có một cái cách mà nó vừa dễ thương, nó vừa từng trải, và nó cũng là một cái tính cách khiến cho những ai hâm mộ Elvis Phương người ta nhớ là chú có cái bỏ mi á, thì nó phải có cái lực và cái nhấn liên quan tới cách hát thì nó mới kèm theo cái diễn đó. Thì đó là về cái hóa thân. Và có một cái điều Hồng Ánh cũng hơi tiếc, mà cái này Phạm Việt Thắng cũng không thể làm khác hơn được, bởi vì bạn hơi gầy quá so với chú. Bạn bước ra là mình có cảm giác là bạn giống chú Tuấn Ngọc nhiều hơn ạ. Đúng rồi, giống chú Tuấn Ngọc nhiều hơn. Bởi vì cái phong cách bạn hơi gầy. Giống như mình độn người tròn tròn lên chút xíu. Ăn uống cho nó mập lên chút xíu. Dạ vâng ạ. Thì em cũng xin chia sẻ thật là thực ra là em cũng có độn một xíu thôi. Ôi, nhưng trời, có độn rồi đó hả? Có độn rồi đó. Nhưng mà chắc độn chưa đủ á chị. Nếu như mà nghĩa là người đóng vai chú Elvis Phương chắc khỏi độn ha. Đúng rồi, khỏi độn. Thôi. Còn phải bóp lại bóp nữa đó. Em anh tự nhiên anh chợt nghĩ ra thế này là bởi vì do mình hát tới hai bài, thành ra là nhiều khi nó lòi ra rất là nhiều những cái nhược điểm mà mình còn thiếu sót á. Tại sao mình không chọn một bài thôi, hoặc là một cái bài mà nó cũng rất là quen thuộc với chú Elvis Phương, đó là cái bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Cái bài đó chú vừa hát mà chú vừa có huýt sáo nữa. Thì cái đoạn mà huýt sáo là cái đoạn mà ghi vô dấu ấn trong lòng khán giả biết bao nhiêu năm nay. Phải chi dù mình chọn cái bài đó, mình có một cái đoạn huýt sáo nữa thì nó tuyệt vời luôn á. Tại vì em thấy mashup này em làm em thấy là cái hình ảnh mới nhất của chú. Ừ, đúng rồi. Và có thật vẻ là em cũng hơi tham cái chọn bài nên là em chọn 3 bài. Ok, không sao cả. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Vâng ạ, cảm ơn giám khảo rất là nhiều ạ. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. We'll be right back.